Đây, tiếp theo lên có một bé được màu đu rông yếm trắng nữa này. Đấy, con này tai ke nhá. Mặt rất là đẹp luôn này. Đây, mình nhìn mặt này. Đấy, sâu mặt cận cảnh luôn. Con đực mà ti đều thế, đều tăm tắp luôn. Con này nhìn cái chất lông này, cực kỳ là sát luôn. Đấy, qua cái lứa phèn này đi à, hai nửa tuần, nửa tháng nữa thôi ấy, nó thay lông lên màu đu rông ánh đỏ rất là đẹp. Kèm theo đấy khung gọng nó lên, nó trổ mã đi ấy, mọi người. Bây giờ là chó là 2 tháng tuổi này. Con này là trạng chắc là khoảng 7 cân, hơn 7 cân này đấy. Rất là ham đồ nha mọi người nhá. Từ đầu đến cuối nó không cắn, nó không nhả luôn này. Dù nó chỉ đớp được có một mỏm tí tí thôi, có mỗi cái răng hàm của nó dính vào cái rẻ thôi mà nó không nhả luôn. Đấy, nó vẫn giật này. Đấy, mọi người thấy thần kinh căng chưa? Đấy, nên là anh nào vừa thích vả Mexico khung gọng to này, mà màu mảng màu đẹp này, và thần kinh căng thì bắt đàn này rất là hợp lý. Và đặc biệt là giá tiền là cực kỳ là hời cho các anh luôn. Đấy, hai chân nó dơ lên thì à, em quay từ trên xuống này, mọi người xem chất lông nhé. Đây, đu rông ánh đỏ đây, siêu đẹp đây. Đấy, hàng toàn hàng đẹp luôn nhé mọi người nhé. Cái mảng màu này, lông mịn sát luôn. Đây, quay thực tế cho các anh xem luôn đây ạ. Đấy, đây, má cổ này. Con này nó căng dã man, vẫn không chịu nhả luôn. Rồi giật đây. Rồi mảng màu thì đẹp,